mấy đứa nhìn biết xe tới rồi. Ờ, ờ, đừng mau đi chỗ khác nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Tại sao ông không có ở đây vậy chứ? Sao anh lại ở đây? Amon đâu? Nó kêu anh tới đây với nó đúng không Si? Không có. Là ông kêu anh đến đây đó. Ông kêu anh tới công viên Hoàng gia để đón ông về nhà, cho nên anh mới tới thôi. Ờ. Amon cũng tới công viên này để đi dã ngoại với trường của nó. Vậy à? Anh đâu có biết chuyện đó. Đâu có ai nói gì cho anh biết đâu. Anh đi. Thôi em phải đi vào trong đi. Chắc Amon đang chờ em ở trong đó. Em phải vào với nó đã. Thấy chưa, em đã nói rồi mà, không giúp ích được gì đâu. Thần Linh ơi, xin hãy phù hộ cho con, đừng để cho kế hoạch của con thất bại như vậy. Anh đi. Hôm nay em lái xe tốt lắm đó anh đi à. Cảm ơn. Còn lời hứa của em thì sao đi? Em quên mình đã hứa gì rồi sao? Có thể để một thời gian khác, chừng nào mà em hết giận chồng của em rồi đó, anh có thể chờ đợi cho đến lúc đó. Không biết em có thể chở anh được không vậy? Trời ơi, làm như vậy cũng làm được luôn hả? Tụi này coi phim riết chắc bị nhiễm phim luôn rồi, không biết xấu hổ gì hết. Ôm ấp như vậy không sợ người ta đánh giá hả? Yeah. Tốt là tốt, tốt quá rồi. Amon chính là chủ mưu đó. Hai đứa cứ giận nhau, không đứa nào chịu nói chuyện với đứa nào hết à. Hai đứa làm cho Amon rất là lo. Amon nó đã nghĩ ra kế này và nó đã thành công rồi. Hé, ba ơi. Cái gì? Mọi chuyện thật như vậy luôn hả? Tôi đồng ý Hessin không phải là người tốt, nhưng mà với mất mát lần này thì quá lớn với ông ta. Đúng vậy đó, thấy cũng tội nghiệp. Nhìn thấy con trai của mình chết, ai mà chịu nổi được. Đúng là thần linh làm, chứ không ai làm hết. Tôi vẫn chưa tin được. Nói cái gì à? Con trai của Hessin cố gắng để mà cưỡng bức cô gái đó. Ê, thằng bé đó nổi tiếng hư hỏng mà, nó muốn làm gì thì làm thôi. Nếu vậy thì bà Kanjani có thể bắn chết cậu ta mà. Chỉ là muốn tự vệ và bảo vệ cho cô gái kia thôi. Nhưng mà khổ nổi bây giờ, ai là người minh quan cho bà đây? Chắc chắn là cậu ta phải làm cái gì đó.
tôi tin chắc là bà Kanjani sẽ không bao giờ làm như vậy đâu. Anh nói đúng. Vậy mới nói. Mọi người cũng thấy đó, chuyện này rồi cũng sẽ có ngày xảy ra. Đúng là tôi cũng cảm thấy tội nghiệp cho ông Hessin, và bà Kanjani cũng không nên làm vậy. Nhưng tôi vẫn phải bênh vực cho bà ấy thôi. Không chỉ có mình anh đâu, mà cả làng này cũng vậy. Tôi là người hiểu rất rõ tính cách của bà Kanjani. Bà ấy là người rất tốt bụng. Phải có gì đó thì bà Kanjani mới ra tay giết con của ông ấy như vậy. Tôi cũng giống như ông vậy. Trong chuyện lần này tôi đứng về phía bà Kanjani. Phải đâu tôi cũng vậy nè. Tôi không đói. Mẹ phải ráng ăn một chút đi mẹ. Mẹ đừng nhịn đói như vậy. Không phải tôi không muốn ăn gì nè. Tôi không thấy đôi thì làm sao ăn được. Mẹ ơi, con biết mẹ đang rất buồn, nhưng mẹ cần phải mạnh khỏe thì mới được chứ. Để có sức khỏe tốt thì mẹ phải ráng ăn thật nhiều, đúng không mẹ? Mẹ đừng như vậy nữa. Mẹ, tụi con lo lắng cho mẹ nhiều lắm. Mẹ ráng ăn một chút thôi nha. Tôi biết là hai người đang rất lo cho tôi, đến nỗi tôi tin cả hai người cũng chưa có ăn cái gì hết. Nếu vậy thì chúng ta cùng ăn. Hai người cứ việc yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng ăn mà, yên tâm đi. Đúng là đi ra ngoài đó mệt chút thiệt, nhưng mà vui quá. Em không thấy vui chút nào anh hai à. Em chỉ thấy hiện giờ hai chân của em đau hết cả luôn rồi nè. Cô ơi, để con massage cho, chút nữa là cô sẽ thấy khỏe. Thôi đi, sức mà. Cũng còn yếu lắm Ira. Để massage thì cần phải có một người nào đó khỏe mạnh, con đụng vào chỉ là mệt thêm thôi à. Vậy để cháu massage cho bà nha bà. Đảm bảo chỉ 2 phút thôi là bà hết đau liền. Cháu thì được đó, cháu khỏe mà. Cảm ơn Amon. Hôm nay nhờ có cháu đưa ra kế hoạch đi dã ngoại mà gia đình chúng ta mới có thể hạnh phúc như vậy cháu trai. Mà sao gia đình chúng ta không tổ chức một bữa dã ngoại thật luôn đi? Như vậy chẳng phải sẽ vui hơn sao? Phải. Anh cũng nghĩ là một tháng hay dành ra một ngày để cả nhà mình cùng đi chơi đi. Vậy thì mọi người sẽ gắn kết với nhau hơn. Dạ, đúng rồi đó, ý này hay à ngang. Ông Cấu ơi, ông Cấu, vậy là lần tới chúng ta cùng nhau tới làng Chai Sa chơi nha, đi dã ngoại. Đúng rồi bà Cấu trẻ ơi, bà cũng đi tới đó nha, ở đó vui lắm. Bà có thể gặp bà Cấu ngoại của cháu ở đó. Mẹ, mẹ gọi điện thoại cho bà Cấu ngoại đi mẹ, con muốn nói chuyện với bà. Mẹ gọi đi. Alo, mẹ khỏe không mẹ? Mẹ khỏe lắm con gái. Con khỏe không? Con cũng khỏe lắm thưa mẹ. Cho con gặp bà một chút được không hả mẹ? Amon muốn nói chuyện với bà Cố ngoại một chút. Con bé đang hỏi gì bà của nó, trả lời sao đi. Sao vậy mẹ? Bà có chuyện gì hả mẹ? Bà của con. Bà con không có. Mẹ, con biết là mẹ đang giấu con chuyện gì đó. Mẹ nói ra đi, đừng làm con sợ mà mẹ. Nói cho con biết đi, bà đang ở đâu vậy mẹ? Sức khỏe của bà không được tốt hay sao mẹ?
Bà của con đang ở trong tù rồi con gái. Bà con bắn chết con trai của Hessin rồi. Dạ, sao? Sao mẹ không nói cho con biết chuyện này vậy? Nếu con không gọi thì chắc không ai báo cho con biết chuyện này luôn hả mẹ? Bà của con bị bắt rồi sao? Mẹ ơi, chuyện là sao vậy mẹ? Bà con với bác và Sa đi gặp luật sư rồi con gái. Giờ đít bữa giờ cũng không làm được việc gì hết. Mẹ có kêu quanh ga chăm sóc cho chồng của nó, động viên Gia Đít. Mẹ với Kena vừa mới ở trại giam về nè con. Mẹ tới để kêu bà ăn cơm. Giờ con sẽ về nhà mình liền mẹ, con phải đi liền. Nếu như con có thể tới đây thì hay biết mấy. Nếu như thấy mặt con ở đây, có thể mọi người sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Xì, em phải về cho xa liền anh ơi. Bình tĩnh đi anh, đi anh sẽ về đó cùng với em. Nhưng mà chuyện gì, sao bà cháu lại bị bắt vào tù vậy hả? Ông à, có gì cháu sẽ kể cho ông nghe qua điện thoại. Còn bây giờ tụi cháu phải về cho xa liền đây thưa ông. Lại đi về đó à? Vậy bao nhiêu ngày nữa? Anh đi, chúng ta đi thôi. Ba ơi, con có thể đi cùng với ba mẹ không vậy? Không được đâu con à, con ở nhà đi. Mình đi thôi anh đi. Si, có gì nhớ gọi điện thoại về nha con. Dạ, con đừng có rồi, để mẹ cho mọi người lo. Dạ. Đừng lo nữa em, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi mà. Vợ chồng mình sẽ gặp mặt bà Liên. Bây giờ em có thể bình tĩnh kể lại cho anh nghe toàn bộ câu chuyện có được không? Anh phải biết thì anh mới có thể giúp em được chứ. Guli đang đi trên đường lo việc cho bà thì em ấy gặp. Sao rửa hoài mà vẫn còn thấy máu dính trên tay vậy chứ? Bà ơi bà, sao cháu lại tươi đi? Sao chuyện này lại xảy ra vậy bà? Cháu thậm chí không dám tin vào mắt của mình nữa. Sao bà lại ở trong tình cảnh như vậy được? Đây là nơi không hề thích hợp với bà. Trên đời này có rất nhiều chuyện mà cháu không bao giờ tin nó là sự thật, nhưng nó lại là sự thật. Làm tốt thì sẽ có phần thưởng, sẽ được người ta ban phước. Bà ở đây cũng phải thôi cháu à. Bà phải chịu hình phạt cho tội lỗi của mình. Bà phải đền tội chứ. Bà của em không thể ở đây được anh Si à. Làm ơn cứu bà em ra đi. Rất tiếc là bà của cô không thể tại ngoại được, phải chờ phán quyết của tòa án, tới lúc đó mới biết được. Hãy
Không, đừng, đừng khóc cháu à. Nếu vừa gây cả cháu cũng vậy thì người khác biết làm sao đi. Cháu là cháu gái mạnh mẽ của bà mà, cháu phải mạnh mẽ lên chứ cháu. Đừng khóc. Nếu cháu khóc như vậy, bà sẽ càng yếu đuối hơn. Bà không muốn vậy đâu Anan đi. Cháu có muốn vậy không? Cháu trai của bà biết Anan đi giờ là người nhà của cháu, nó nên ở bên nhà của cháu. Nhưng không biết cháu có thể để cho vợ mình ở lại đây vài ngày với gia đình của bà được không hả cháu? Mọi người đang cần có con bé tiếp thêm sức mạnh. Nếu như có con bé này ở bên cạnh, bà tin mọi người sẽ bình tĩnh lại và sẽ có thêm lòng can đảm. Con bé Anan đi cứ như thật linh vậy. Với lại rất có thể có Anan đi ở đây thì Guli sẽ nhanh chóng tỉnh lại thì sao cháu? Guli rất thương Anan đi. Chị hai, bạn bè, cô giáo, ân nhân, Anan đi là tất cả. À, già đi, cháu làm ơn cô hết sức cô gù ly của ông bà nha. Nếu con bé nó mà bị gì, bà chết quá cháu ơi. Bà không thể nào mất nó được. Bà cứ yên tâm đi, cháu và mọi người sẽ cố gắng hết sức mà. Nhưng hiện giờ cháu không thể nào khẳng định được là chừng nào gù ly mới có thể tỉnh lại. Bà bình tĩnh đi. Chúng ta phải vui mừng vì có bác sĩ Zadid lo lắng chăm sóc cho cháu gái của chúng ta chứ. Con bé sẽ không sao đâu mà, chắc chắn nó sẽ bình an vô sự. Cháu biết hiện giờ ông bà sẽ rất khó chấp nhận để có thể nhìn thấy Guli trong tình trạng như vậy. Cháu chỉ có thể hứa là cháu sẽ cố gắng hết sức. Tính mạng của Guli thuộc trách nhiệm của tụi cháu, cho nên ông bà cũng đừng lo lắng quá. Cháu xin hứa lúc nào cũng quan tâm tới cô ấy, cho dù đó là ngày hay đêm cũng vậy. Ông bà có tin tụi cháu không ông bà? Cảm ơn cậu. Dạ thôi không cần đâu. Mẹ, anh nên đi. Chuyện này là sao vậy mẹ? Tại sao? Mẹ không biết nữa. Nhưng có lẽ nhà của mình là phải gặp kiếp nạn nữa rồi. Cứ mỗi khi hạnh phúc là y như rằng sau đó sẽ có chuyện xấu xảy ra. Con chưa bao giờ dám nghĩ rằng sẽ có một ngày bà của con phải rơi vào tình trạng giống như vậy. Giống như là một phạm nhân vậy. Nhưng thần linh có thể làm chứng cho bà. Bà con không có tội, bà con chỉ làm theo bản năng thôi mà. Đúng vậy. Nhưng chúng ta cần cầu xin thần linh. Chỉ có phép lạ của thần linh thì bà của con mới thoát khỏi dòng lao lý thôi con à. Anan đi, con đến thăm Guli chưa? Con tới thăm bà rồi tới thẳng đây luôn bác. Giờ con sẽ đi.
Nhưng sao con không đủ can đảm để gặp em ấy? Guli trước giờ luôn là một người rất lạc quan, vậy mà giờ đây em ấy lại phải nằm bất tỉnh như vậy. Con sợ là mình không chịu nổi mẹ ơi. Rất có thể có Anadi ở đây thì Guli sẽ nhanh chóng tỉnh lại thì sao cháu? Guli rất thương Anadi, nó là chị hai, bạn bè, cô giáo, ân nhân. Anadi là tất cả. Guli, em không định nói chuyện với chị Anandi hay sao em? Vậy đi mà Guli, em còn rất nhiều việc cần phải làm kìa. Trường của chúng ta rất cần có em, em còn phải lo cho cuộc tranh cử. Mà Sadiq cần em giúp đỡ nữa, nhớ chưa? Em không nghe chị nói gì hả? Guli, chị đang gọi em đó Guli, dậy đi em. Em ấy chỉ bị như vậy trong một thời gian ngắn. Cháu tin là em ấy sẽ sớm tỉnh dậy thôi ông bà. Có anh Sadiq ở đây rồi, anh sẽ chăm sóc cho em ấy. Ông bà yên tâm nha, Guli sẽ không sao đâu mà. Có thể bây giờ nhìn có vẻ như em ấy không biết gì, nhưng cháu tin là Guli có thể nghe thấy những gì chúng ta nói. Guli vốn mạnh mẽ, em ấy sẽ không đầu hàng dễ như vậy đâu. Em ấy sẽ tỉnh lại. Chỉ là giờ Guli còn đang yếu nên mới nằm như vậy thôi. Chừng nào sẵn sàng Guli sẽ lại giống như trước kia mà. Nếu như ông bà có cần gì thì cứ việc nói cho Sadiq biết. Còn nếu không, ông bà có thể nói cho Anandi, vợ cháu cũng được. Nhất định tụi cháu sẽ cố gắng hết sức để giúp cho ông bà. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Anh nên quay trở về đi Si. Em phải ở lại đây để tìm hiểu thực hư chuyện này như thế nào. Anh phải về nhà với mọi người nữa anh à. Rồi còn lo công việc riêng nữa chứ. Anh về ngủ Amon giúp em. Chắc là nó cũng đang lo lắng cho bà lắm. Anh nói với thằng bé là bà em không sao hết, để cho nó yên tâm nha anh. Em không cần phải lo cho thằng bé đâu. Em chỉ cần ở đây chăm sóc cho mọi người là được rồi. Em không sao đâu, anh đừng lo lắng quá. Em chỉ lo cho Amon thôi, nên nhớ chăm sóc cho thằng bé nha. Ừ. Jadid, tôi để Anandi ở lại đây với tất cả mọi người. Bây giờ thì tôi có việc phải đi ngay rồi. Nhưng nếu như anh có cần bất cứ sự giúp đỡ nào thì có việc gọi điện thoại cho tôi. Anh đi nha. Tiếp theo sẽ là tin về cuộc tranh cử ở Chai Sa. Lùi lại đi cháu trai. Về kênh tin tức hồi nãy. Cháu không muốn coi tin tức, cháu muốn coi phim hoạt hình. Cháu không nghe lời người lớn hay sao? Trong các cuộc tranh cử ở Rajasthan thì gây tranh cãi nhất là làng Chai Sa. Kể cả sau khi việc vận động kết thúc,
Điều thú vị nhất ở trong cuộc tranh cử này là người đã từng đắc cử chiếc ghế ủy viên hội đồng liên tiếp 4 lần, ngài Hessing, phải có một cuộc đối đầu khó khăn với một ứng cử viên mới nhưng lại rất mạnh. Anh ấy là một người thuộc vào thế hệ mới, một bác sĩ nổi tiếng ở làng Chaisa, bác sĩ Jadid. Nhưng mà điều kỳ lạ nhất ở đây là bà của bác sĩ Jadid Singh, chính xác hơn là bà Kanjani Devi, hiện giờ đang bị cáo buộc đã bắn con trai của ngài Hessing và khiến cho anh ta thiệt mạng, và hiện giờ đang bị cảnh sát giam giữ ở làng Chaisa. Bà Kanjani Devi là một người rất có tiếng tăm và được nhiều người dân trong làng kính trọng. Phía người ủng hộ nói, chuyện này xảy ra bởi vì con trai của ngài Hessing đã có ý đồ muốn cưỡng hiếp và giết chết một cô gái, nên bà Kanjani mới buộc phải làm vậy. Và còn ở phía bên kia, ngài Hessing hoàn toàn phủ nhận chuyện này. Theo ngài ấy, con trai của mình từ trước tới giờ luôn là một người tốt và sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ phải tiếp tục chờ đợi để xem người dân Chaisa sẽ bầu cử cho ai đây. Và tiếp theo là... Sao vậy Amon, sao lại tắt TV? Không phải trên TV đang chiếu tin tức về bà cố ngoại của cháu sao? Bà ta đã nổi tiếng rồi. Cháu không muốn nghe thêm nữa à? Bọn họ đang nói dối. Bà cố ngoại không thể nào làm một chuyện như vậy được. Thật vậy à? Bà ta không có làm như vậy nhưng vẫn bị cảnh sát bắt giữ. Cháu vẫn còn nhỏ cho nên không có biết gì hết. Khi có ai gây ra chuyện gì đó xấu thì cảnh sát sẽ bắt họ nhốt vào trong tù. Tại cháu chưa nghe thôi. Bà cố ngoại đó của cháu đã tự bản thân mình đi tới đồn cảnh sát để đầu thú và chịu tội trước pháp luật. Như vậy có nghĩa là sao? Bà ta là kẻ sát nhân. Bà cố ngoại chỉ buộc phải bắn hắn ta là để cứu mạng cô gái đó. Bắn chết người ta, tước đi sinh mạng người khác, nên bà ta là kẻ sát nhân. Bà cố ngoại cô cháu đã phạm một tội lỗi lớn. Bây giờ vì muốn thoát sự trừng phạt, bà ta bịa ra câu chuyện này. Nhưng mà mọi người đều biết sự thật nên ở trên TV người ta mới nói như vậy. Chỉ biết đi nói giúp cho bà ta thôi à? Không, cháu không tin đâu. Bà cố ngoại không có phạm lỗi gì hết. Bà ấy là một người tốt, luôn làm chuyện tốt. Tôi thật sự cũng không muốn giết chết con trai của Hessing như vậy. Nhưng mà lúc đó Guli đang gặp nguy hiểm, tôi không kịp nghĩ gì hết. Tôi chỉ muốn cứu mạng con bé nên đã bóp cò. Tình trạng của Guli bây giờ thế nào? Vẫn chưa thấy khá hơn. Tôi đã ghi nhận lại những chi tiết cần thiết. Bây giờ tôi sẽ chuẩn bị cho vụ án. Nhưng mọi người cần biết việc có Guli làm nhân chứng sẽ là rất quan trọng cho vụ án này. Có thể bà ấy sẽ không được tuyên vô tội ngay lập tức, nhưng ít nhất thì chúng ta cũng có thể bảo lãnh cho bà ấy ra ngoài. Ngay khi cô ấy tỉnh lại và có thể nói chuyện, tôi sẽ lập tức báo với luật sư ngay. Được rồi, cảm ơn. Tất cả mọi chuyện đã có thể được giải quyết dễ dàng nếu như Guli không bị bất tỉnh như vậy. Mai là ngày bỏ phiếu. Mấy đứa chuẩn bị hết chưa? Dạ thưa nội, bây giờ với tình trạng của nội thì có lẽ là tụi cháu không cần chuẩn bị gì nữa. Ý của cháu là sao? Thưa mẹ, toàn bộ dân làng đều đang biểu tình ở bên ngoài đồn cảnh sát. Mọi người đều đã quyết định là trước khi mà mẹ được thả ra ngoài thì họ đều sẽ không bỏ phiếu. Như vậy cũng tốt. Việc mà luật sư và tòa án không làm được, bây giờ người dân trong làng sẽ làm được. Ô, mấy đứa tụi con được phát điên hết rồi hay sao vậy? Họ làm gì mà tốt? Nè Haron, con cũng nghe theo họ luôn sao? Con đã cố để nói cho họ hiểu rồi thưa mẹ. Nhưng mà... Nhưng mà như vậy là đúng. Có gì sai chứ? Mọi người ở trong làng đều biết con trai của Hessing là một tên vô lại mà. Hắn bị như vậy là đáng lắm.
không? Cái chuyện bò phiêu là một chuyện khác, và chuyện với con trai của Hessin là chuyện khác. Con bình tĩnh suy nghĩ đi. Người dân ở trong làng chúng ta đều có quyền được sử dụng lá phiêu của mình, nhưng giờ họ phải bỏ nó qua một bên chỉ vì chuyện riêng ở trong nhà của chúng ta hay sao chứ? Mẹ không thể để chuyện đó xảy ra được. Con hãy thử đi ra ngoài đó xin phép cảnh sát đi con. Mẹ muốn được nói chuyện với dân làng. Mẹ sẽ không đi lâu lắm đâu. Bà Kanya đi ra ngoài. Thả bà ấy ra ngoài. Hãy thả bà Kanya đi ra ngoài. Thả bà ấy ra ngoài. Hãy thả bà Kanya đi ra ngoài. Thả bà ấy ra ngoài. Thả bà ấy ra. Thả bà ấy ra ngoài. Bà ấy ra rồi kìa. Hãy thả bà Kanya đi ra ngoài. Thả bà ấy ra. Thả bà ấy. Thả bà Kanya đi ra ngoài. Thả bà ấy ra ngoài. Thả bà ấy. Có thấy không? Chỉ cần chúng ta đồng lòng với nhau thì sẽ được mà. Mọi người đừng có nghĩ là chỉ cần ở đây biểu tình và lên tiếng phản đối cảnh sát thì họ sẽ phải thả tôi ra ngoài. Tôi đã gây ra tội lỗi, cho nên họ phải thực thi pháp luật. Nhưng mà bà Kanyani, bà làm như vậy là vì để cứu một cô gái. Vậy sao cảnh sát lại bắt bà vào trong tù chứ? Đừng lo, cảnh sát không phải là có thù oán gì với tôi nên làm vậy. Họ chỉ làm việc thôi. Họ chỉ thực hiện nghĩa vụ của mình. Và những người dân ở trong ngôi làng này cũng có nghĩa vụ của mình để thực hiện. Ví dụ như việc bỏ phiêu, đó là việc vô cùng lớn và vô cùng quan trọng. Tất cả những người dân ở đây đều có quyền bỏ phiếu. Đây là cơ hội dành cho mọi người, đừng nên bỏ qua. Bất cứ một ứng cử viên nào làm cho mọi người cảm thấy xứng đáng với làng chúng ta thì mọi người cứ việc đem phiếu của mình bầu cho người đó. Mọi người không chịu đi bỏ phiếu như vậy cũng như tự lấy cục đá đập vào chân của mình. Nhưng thôi. Mà bà đâu có làm chuyện gì sai bà Kanyani. Cái tên cầm thú đó phải đáng bị như vậy. Hắn ta là con trai của người có chức quyền thì sao? Có thể tùy tiện đùa giỡn với con gái trong làng chúng ta sao? Mọi người ở trong làng đều thấy rất là tức giận, cho nên chúng tôi đã quyết định là chừng nào mà cảnh sát còn chưa thả bà ra ngoài á thì chúng tôi nhất định không tham gia vào chuyện bỏ phiếu đâu. Bà không cần phải lo lắng bà Kanyani. Khi bà gặp phải khó khăn thì cả ngôi làng đều sẽ giúp đỡ cho bà. Phải thả bà ra đi. Thả bà ra đi. Nếu như mọi người chỉ coi tôi là bà Kanyani chỉ vì đã gọi tôi như vậy tới mức quen miệng vậy thì đành chịu. Nhưng nếu mọi người thật sự coi tôi đi giống như là một người mẹ của mình và tôn trọng tôi, vậy hãy nghe lời tôi. Hãy đi bỏ phiếu đi. Bởi vì nếu không, khi cơ hội của mọi người đã qua, thiệt thòi sẽ là mọi người. Những gì mẹ tôi nói rất đúng. Nếu mọi người muốn cho Chai Sa được tốt hơn, và nếu như muốn có được một lãnh đạo người sẽ giúp cho cuộc sống của người dân trong làng trở nên tốt hơn, thì mọi người sẽ cần phải bầu lá phiếu của mình. Bây giờ mọi người đang có trong tay của mình sức mạnh.
để làm cho một kẻ tham lam và ích kỷ như Hessin phải bước xuống đài, và để một người tốt hơn hắn ta bước lên tiếp quản. Mẹ tôi cũng muốn mọi người làm như vậy. Mọi người muốn làm trái lời của bà ấy sao? Thật ra thì tôi cũng biết, đối với chuyện chúng ta không chịu đi bỏ phiếu, bà Canh Gia Ni nhất định sẽ không tán thành đâu. Sao chúng ta có thể cãi lời bà ấy được? Chúng ta hãy đi bỏ phiếu đi. À phải đó mọi người, chúng ta không đi bỏ phiếu thì cũng đâu được cái gì đâu. Tất cả chúng ta phải đi bỏ phiếu. Chúng ta phải đi bỏ phiếu. Dạ. Những gì mẹ đã nói không chỉ cho họ, tụi con cũng phải đi bỏ phiếu đó. Có hiểu chưa? Ông Hessin, chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng để người dân trong làng thương cảm cho ông, nhưng mà tất cả bọn họ không có ai chịu nghe chúng tôi. Họ đều tới đồn cảnh sát để mà biểu tình, yêu cầu thả bà Kanjani Devi ra. Thấy như vậy tôi cũng rất là bất ngờ. Tất cả họ đều đang đứng về phía của bác sĩ Zadis. Không có một ai chịu tin bà của tên bác sĩ đó, Kanjani Devi, là hung thủ đã giết chết một người vô tội. Làm sao đi hả ông Hessin? Không phải một người. Không phải một người. Mà là con trai tôi. Bà ta nhất định phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Bà ta sẽ không được ra khỏi tù. Tôi sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra đâu. Không, chuyện đó nhất định sẽ không bao giờ xảy ra. Trong những năm tháng còn lại cuộc đời của bà ta, Kanjani Devi sẽ phải sống một mình ở trong nhà tù. Khả năng duy nhất để bà ta có thể thoát được là Guli. Nếu cô ta tỉnh lại và cho lời khai với cảnh sát thì bà ta có thể thoát được đó. Cho nên trách nhiệm của các anh bây giờ làm cho cô ta không bao giờ tỉnh lại và không thể nói được gì. Cần phải làm cô ta cấm miệng mãi mãi trước khi cô ta tỉnh. Chúng ta cần phải giết chết Guli, rõ chưa? Dạ rõ. Ông bà còn định ngồi đây bao lâu nữa? Nếu hai người không chăm sóc sức khỏe của mình thì làm sao chăm sóc được cho Guli? Bây giờ ông bà hãy tới tạm phòng khác để nghỉ ngơi một chút đi nha. Không, cháu gái, không sao đâu. Ông bà phải coi chừng Guli. Có cháu ở đây, ông bà không cần phải lo lắng đâu. Cháu đã nói mà, cháu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Ông bà nghỉ ngơi đi, cứ ngồi như vậy hoài không tốt cho sức khỏe đâu. Đi thôi. Anh à, tôi sẽ đưa hai người họ tới một phòng khác. Anh ở đây canh chừng nha. Ngoại trừ bác sĩ ra thì không được cho bất cứ ai vào đó, hiểu chưa? Dạ rõ. Anh đóng cửa giúp tôi nha.
Nè, anh mau ra ngoài đi. Bác sĩ Jadid đang ở ngoài đó, giờ kêu anh ra liền đó. Có người lấy đá đập bể kính xe của bác sĩ rồi. Buổi sáng anh trực ở đó có đúng không? Không, tôi đang được phân công ở trong đây. Ở ngoài đó là do người khác lo. Sao cũng được, anh mau ra đó coi thử đi. Bác sĩ đang rất tức giận đó. Làm sao tôi đi được đây? Tôi phải ở đây canh phòng này. Tôi sẽ ở đây thay cho anh. Anh đi rồi về chắc cũng nhanh thôi mà. Next. अरे कोई इतराज ना हो तो पीले में वोट डाल लो. जरूरी काम है हमारे को. अपनी जीत के जश्न की तैयारी करनी है हमारे को. वैसे भी तारे अकेले के वोट से तो तू जीत ना सके. फिर काहे फर्क पड़ता है तू वोट डाले ना डाले. जिंदगी और मौत के बीच झूल रही गुल्ली को जाके दवा दे या अपनी खूनी दादी साके दर्शन कर ले. बाद में मौका मिले ना मिले.